Chi, hôm nay em vừa mới đi biển về đấy. Em chơi rất là vui. Còn vui hơn nữa khi nhận được một bưu phẩm của chị Cà Chua. Hôm nay em sẽ khám phá bên trong hộp này mẹ đã mua cái gì cho em của shop chị Cà Chua. Bây giờ em sẽ khui đây nhé, nhưng mà mấy anh chị. Wow, có quá trời quả trứng eo luôn. Quả trứng này là hình bầu dục thì phải. Trứng này là hình tròn. Cái này là Shopkins. Đây là cái Huba Buba. Còn cái này là cái gì em không biết tên. Em bỏ cái hộp này qua để anh chị và em cùng khám phá. Chúng ta nên bỏ cái kẹo của bạn này qua, lần sau có thể ăn. Em xin thui cái quả trứng này này. Cứng quá nhỉ. Thôi để mẹ hui cho đứt tay đấy. Cái gì đây? À, em đã nhìn thấy được một bất ngờ thứ nhất. Bây giờ em sẽ tiếp tục xé. Cái lúc mình xé đâu vậy ta? Khó à? Cái chừng đứt tay nữa đó. Trời đồ luôn ạ. Anh chị ơi, cái này là cái kính gì phải? À, đây là cái kính này. Cái này để gắn vô cái này thì phải. Đúng rồi. Là sách hướng dẫn. Cái hộp này đẹp để đồ ăn cho mấy con thú cưng. Em sẽ bóc vật này ra để xem thấy có gì không này. Chừng cắt vào tay đó. Ồ, cái này y chang. Cái nào ta? Thôi, chắc mình. Đây, cái này này. Cái này hình như là cái đồ để hút. Hút cái chỏ. Em sẽ tiếp tục bóc cái này. Đây là một chú này là cái chú gì nhỉ? Em cũng không biết tên, nó để đây đi. Em sẽ tiếp tục bóc những cái mật còn lại. Cái này là cái kính em. Cái này tiếp tục là cái đồ hút. Đây hình như là một em nhím. Ha, giống tên của em quá. Nó tên là nhím.
Đây là cái đồ lướt sóng. Bây giờ em sẽ qua quả này. À quên, cái quả trứng này có giá là 830. Đâu là cái chỗ bóc? Đây là một cái kính y hệt cái kính hồi nãy, nhưng nó cũng bằng luôn. Ê, cái gì đây? Chắc sát thương giận đấy. Dịch hết cái bọc này. Đúng rồi. Cái này là cái gì nhỉ? Để nhìn nó xem sao. Những cái nút nè. Wow. Chết rồi. Cái này phải cần có một khẩu. Thôi để tí nhớ em sẽ coi. Đâu đâu mẹ xem coi phải có mật khẩu không. Ừ, hình như là nó có cái mật khẩu gì chỗ này ấy. Xong ấn ở đây. Ừ, nó vừa kêu cái tắt gì đó. Thôi để qua một bên đi khám phá cái khác đi. Mẹ tí nữa con sẽ để nhìn trong sách hướng dẫn. Cái sóc kim kìa. Cái sóc kim nhỏ xíu ra. Làm ở đây trước đi. Không biết cái box skin này là cái gì. Đây là một trái bắp xinh xắn nhỏ nhắn. Cái mà em mong chờ nhất là cái này. Đây, bây giờ em sẽ mở nó ra. Wow, hình như em nghĩ ra cái này là các ngọc trai phải. Thì nữa em sẽ mở sau. Còn cái này là cái gì? Hình như cái này là một con sò. Cái này là cái gì đây? Em sẽ mở cái này ra trước. Đây là một bình nước thôi à. Để em xem cái những viên ngọc trai này là gì nhé. Wow, đây là một cái quần. Quần bơi hả? Dạ. Tiếp tục màu hồng. Con bóp và nó cũng ra rồi, bạn làm gì? Cái này là một cái áo. Rồi. Cái này là bộ đồ. Một cái áo bikini.
cái này là quần bơi để ghép chung với cái này. Rồi. Đây là một cái chiếc giày. Đây cũng là đôi giày. Bây giờ em sẽ khám phá cái con sò này. Vỏ sò này tưởng là nhẹ nhưng mà nó rất là nặng mấy anh chị ơi. Nhưng mà em nhìn nó rất dễ, mà họ làm rất là giống thiệt luôn. Nhưng mà em không biết mở đường nào. Em phát hiện ra rồi, đây là dạng viên sủi, cho vào nước nó sẽ sôi sùng sục lên. Đúng rồi, đúng rồi. Xong rồi ở trong đấy sẽ có cái gì? Ở trong đây có cái gì biết không? Dạ là những con búp bê. Vậy hả? Rồi bây giờ con gom hết vào đi rồi mẹ với con xuống dưới kia này. Cái này qua một bên để tí nữa mẹ và em sẽ thí nghiệm. Bây giờ em sẽ xem cái này. Hình như em có một phát hiện đặc biệt. Ơ, đây là cái kính. Đây. Ôi, cái kia đâu? Cái này là hình như là ở trong. Em sẽ soi thử cái kiếng này. Hình như cái này, kiếng này sẽ phát hiện cho chúng ta mật khẩu. Đâu? Đây. Trong đây là có chữ A và dạng cái móc gì đó mà ba cái tháp. Bây giờ em sẽ bắt đầu mở cái hộp này. Đây là một người dạng vua Ai Cập. Đâu, ở trong có gì chứ, con mở ra coi. Ôi. Đó. Rồi, lấy mấy cái kia đi. Đây hết rồi. Mở dưới. Thôi để tí nữa em xem nào. Bây giờ em sẽ xem cái này là cái gì. Cái trẻ đâu rồi ta? Cháu ơi. Đây hình như là một chiếc nhẫn. Thì phải. Cái này rất khó tìm nên em sẽ để yên một chỗ. Wow. Đây giống như một cái vòng thì phải. Cái đai. Em chưa gỡ xong cái này nên em phải gỡ xong. Xung quanh cái quả ban eo này toàn là mật khẩu không. Em chưa mò ra được thì tí nữa em sẽ cố gắng tìm ra mật khẩu. Bây giờ em sẽ cùng mẹ khám phá chiếc sò này. Và mẹ đã đi xuống nhà rồi. Bây giờ em sẽ thử cho nước vào bên trong sẽ là cái gì nhé. Rồi đây mẹ đổ nước vào cho. Giữ yên cái đấy đi mẹ đổ cho. Hay quá. Đã nhờ. Dạ. Như viên xê sủi. Lật nó qua cho nó sủi hết nhé. Rờ vào nó có run run tay không? Dạ có. Hình như con đã thấy nó
đổi màu rồi, hồi nãy con vừa thấy nó là màu xanh là màu hồng, bây giờ nó chuyển ra màu tím. Hai màu nó pha vào nhau. Đổ bây giờ, ấy thẳng lên nó đổ ra bây giờ. Con nhìn thấy một cái gì rồi nè, để thử xem ngâm tiếp là được cái gì nhé. Lật qua bên này cho nó hết bên này đi. Ồ, bên này cũng đã thấy rồi. Lâu nhở? Dạ. Đi, nó sửa tên gần hết rồi. Ồ, nó bị rớt ra luôn. Hay quá. Cho nó tan hết bên đấy đi. Ở trong có gì lỡ lấy nước nó có bị ướt không ta? Thế con cũng không biết nữa. Rồi, bẻ ra thử coi. Rồi, mở con sò ra thử coi. Con sò cứng quá. Cứ từng hất đổ ca nước, xuất ra ngoài đi, hất đổ ca nước bao nhiêu. Viên sủi đã tan hết, em sẽ cùng mấy anh chị khám phá bên trong. Wow. Tất cả đã được trang bị thật là kín để nó khỏi bị ướt. Để cái này qua một bên. Qua wow, đây là một em bé thật là xinh. Bé đang ngẩng đầu lên kia. Em sẽ cho bé ngẩng đầu xuống đây lại. Em sẽ để qua một bên. Có mấy bọc? 3 4 này. Em bảo lại bớt thật. 1, 2, 3, 4. Đây là một, giống như đây là mẹ của bé này. Y chang nhau luôn. Rồi cắt mấy kia đi. Hình như con xé này cũng được mà. Con dùng kéo cắt luôn. Đây là một bộ đồ rất dễ thương. Chiếc bộ đồ của em bé. Dạ, đây là cái gì nhỉ? Cái kiểu giống như là cái móc ấy. Rồi cắt cái kia đi. Hết rồi. Hết rồi. Đây là những bưu phẩm ở trong, là những món trong bưu phẩm mà mẹ em đã mua ở shop thịt cà chua. Bây giờ em sẽ khám phá tiếp trong những cái mật khẩu trong đây. Em đã biết ra những cái mật khẩu nó nằm ở đâu rồi. Đây là cái kính.